bí ẩn trên mặt trăng có khí độc nhiều gấp hàng trăm lần trái đất, nếu bốc cháy sẽ ra sao? Loại khí này chính là mê tan. Vì sao khí mê tan lại được tìm thấy nhiều ở trên mặt trăng Titan của sao thổ? Titan là mặt trăng của sao thổ, lớn hơn so với sao thủy. Khối lượng của nó tương tự như sao Diêm Vương. Điểm đặc biệt nhất của Titan chính là có bầu khí quyền dày. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bầu khí quyền của Titan có chứa tới 98,44% niter. Điều này cũng có nghĩa là Titan trở thành nơi giàu nitơ duy nhất trong hệ mặt trời ngoài trái đất. Ngoài nitơ, bầu khí quyển của Titan còn có nhiều hydrocarbon, bao gồm metan, etan, carbon dioxide. Tuy nhiên, các nhà khoa học suy đoán rằng có rất nhiều khí metan và etan trên Titan. Theo các nhà khoa học, khả năng Titan bốc cháy là rất nhỏ, bởi theo các dữ liệu và phân tích trước đó có thể thấy rằng thành phần chủ yếu của Titan là nitơ. Ngoài ra còn có một số hydrocarbon khác. Tuy nhiên, do không có oxy nên không thể cháy được, ngay cả khi có chứa nhiều khí mê tan. Ngay cả khi có ngoại lực can thiệp để giải phóng một lượng lớn oxy cho Titan thì cũng không làm cho vệ tinh này ấm lên, bởi nhiệt độ của Titan quá thấp âm 180 độ C. Do đó, lượng khí tự nhiên lớn trên Titan cũng sẽ không bị thất thoát. Ngoài ra, trên bề mặt của mặt trăng Titan cũng có chất lỏng chảy qua nhưng chất lỏng này lại không phải là nước giống như các dòng sông trên trái đất thay vào đó là hỗn hợp của các hydrocarbon khác nhau titan giống với trái đất ở thời sơ khai về các quy luật hoạt động vật chất nhưng lại khác biệt về thành phần đặc biệt trên titan không có nước lỏng mà chỉ có nước đóng băng